định đúng vậy. Không ăn được thì đạp đổ thôi. Mà chuyện này kín mồm kín miệng cho tôi đấy. Nếu chuyện này vỡ lở ra, cô biết hậu quả như nào chứ. Việc của cô tôi sẽ nói chuyện với tổng giám đốc. Còn nữa, giải quyết cái việc này cho tôi đi, đừng làm tôi thất vọng. Được. Ai cô xem đi. Chuyện gì thế ạ? Chuyện này của cô cả đấy. Chuyện này không phải là như vậy ạ. Không phải như báo viết đâu ạ. Rõ ràng là Hạ Như cô ta. Hạ Như á? Cô ta làm sao? Cô thành kiến với Hạ Như thì cũng thôi đi, đằng này còn xúi giục cả Thu đánh Hạ Như nữa. Như vậy thì cô ấy vừa lòng à, cái gì nhỉ? Cô ta đã quá tội nghiệp và đáng thương rồi ạ. Đúng là đã được giả. Cô đừng mà ăn không nói có. Ăn không nói có. Cô Mai biết. Cô phụ trách truyền thông. Ai biết được là cô định làm gì, dở trò gì hay không. Dù sao thì ấy, mẫu mới hay là mẫu cũ do cô phụ trách cả. Cô... sao? Tôi nói sai cái gì ạ? Đủ rồi! Hai cô tranh luận đủ chưa ạ? Dạ. Tôi bảo hai cô giải quyết vấn đề scandal của công ty, chứ không bảo hai cô tạo thêm scandal cho công ty. Chuyện cũ chưa qua, chuyện mới lại đến. Tôi mất kiên nhẫn với hai cô rồi đấy. Giám đốc, tôi không hiểu tại sao chuyện này lọt ra ngoài. Vì rõ ràng đây chỉ là một vụ xô xát bình thường. Cũng không hiểu tại sao báo chí lại giật tít như vậy. Công ty của chúng ta đang nằm trong tâm bão của dư luận, thì việc bị báo chí săn tin rình rập là chuyện hết sức bình thường thôi. Tôi nghĩ cô phải hiểu vấn đề này hơn ai hết chứ tụi Lâm. Xin phải đúng ạ. Không biết bây giờ chúng ta phải giải quyết ra sao ạ? Cắt chức hay là đổi việc ạ? Cả cô nữa Hương. Giờ là lúc nào mà cô còn định trả nhân sự hả? Đây là lúc mà chúng ta cần phải đoàn kết lại. Tôi... giờ để chuyển hướng sự quan tâm của dư luận thì công ty chúng ta sẽ tổ chức một chương trình từ thiện vùng cao. Từ thiện ạ? Vùng cao ấy ạ? Đúng. Chương trình từ thiện này sẽ có hai tác dụng. Thứ nhất là sẽ thay đổi được sự quan tâm của dư luận. Và thứ hai, sẽ thay đổi được hình ảnh đang rất xấu của công ty chúng ta bằng một hình ảnh đẹp khác. Không những thế, chương trình từ thiện lần này chúng ta phải làm thật tốt. Phải làm thật to, thật lớn, thật dùng đen lên. Các cô hiểu chứ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Nhưng mà chúng ta sẽ làm ở đâu ạ? Chúng ta sẽ làm tại Hà Giang. Hà Giang ạ? Tôi xin lỗi ạ. Tại sao lại là Hà Giang ạ? Đúng vậy, bởi vì ở Hà Giang có rất nhiều dân tộc thiểu số và cuộc sống của các em nhỏ trên đấy còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế đó sẽ chính là nơi mà chúng ta tổ chức chương trình từ thiện. Và còn một điều quan trọng nữa. Điều gì ạ? Lẩu tam giác mạch ở trên đấy rất ngon. Tôi không nghĩ sẽ lại có tâm hồn ăn uống như vậy đâu ạ. Cô sao vậy Hương? Dạ không, tôi không sao ạ. Ừ, vậy về ý kiến của tôi thì cô có đề xuất gì không? Dạ không ạ, tất cả cứ nghe theo sếp thôi ạ. Xin lỗi sếp, hôm nay chuyển mùa tôi không được khỏe. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước ạ. Ừ, cũng xong hết rồi. Cô về nghỉ ngơi đi, giữ sức khỏe nhé. Cả Vệ Lâm nữa. Dạ, và tôi xin phép ạ. Hương à, gì đấy? Mẹ nhìn này, con lại được giấy khen rồi đấy. Ôi, con ngoan thế. Chào cô ạ. À, chào cháu. Tường nhà mình sắp sửa hết chỗ để con dán giấy khen rồi đấy. Nhưng mà... Sao thế con? Con làm sao thế? Không ạ, con không sao. Chỉ là con muốn... Con muốn cái gì cứ nói với mẹ đi. Cái con bé này hôm nay làm sao mà gấp áp ung thế? Dạ, bạn ấy không nói được thì để cháu nói cho ạ. Do trận lũ quét vừa rồi đã làm ảnh hưởng rất là nhiều đến trường học. Nhà trường thông báo là sẽ dồn toàn bộ kinh phí để tu sửa lại, cho nên là mỗi bạn sẽ phải tự đóng góp 30 cân gạo để lo cho việc ăn uống ở trường cô ạ. 30 cân gạo á? Vâng. Có thế thôi hả cháu? Thôi không sao, mẹ lo được. Có thế thôi mà không nói. Thôi bây giờ đi về, mẹ nấu cơm cho hai đứa ăn đi. Đi. Làm sao? Đi về đi con. Con muốn nghỉ học ạ. Sao? Con nói cái gì thế? Con bảo là con muốn nghỉ học ạ. Con không muốn đi học nữa đâu. Sao con lại không muốn đi học? Sao thế? Mẹ cho con nghỉ đi. Con muốn đi làm với mẹ cơ. Với cả bây giờ ấy, con cũng muốn mẹ vì con vất vả hơn nữa. Con đi học bây giờ cũng chán rồi. Con có học được cái gì vào đầu đâu ạ. Như thế thì con đi học làm gì nữa? Không sao đâu con. Con có lòng thương mẹ thế là mẹ vui lắm rồi. Nhưng con phải đi học. Mẹ sinh con ra được là mẹ sẽ có cách nuôi con. Con cứ yên tâm đi học đi. Mai mẹ sẽ ra trường nộp gạo nhé. Không! Mày bỏ tao ra. Con không muốn đi học nữa. Mẹ biết mà, tới lúc bố mất đi, mẹ một mình nuôi con, mang nặng đẻ đau, chân bị bong thấp. Nhưng công việc độc áng này mẹ có làm được đâu. Nhà chúng ta nghèo như thế, cơm ăn hai bữa còn chả có, lấy đâu ra gạo và đóng ạ. Con không muốn đi học nữa đâu, con đi bỏ học. Em đi. Con phải nghe mẹ. Mẹ đánh con á. Con 16 năm nay mẹ có phải đánh con đâu. Con biết này. Hương! Hương ơi! Đợi tao! Hương ơi! Đi đi con. Rồi tí lên mẹ nộp gạo cho. Con... Đi, mẹ đã nói thế rồi. Ừ, hai đứa lên lớp đi. Không lên muộn giờ học bây giờ. Vâng, cháu đi đây, cháu học cô ạ. Nào, mày kéo mạnh đi, từ từ để tao đi. Sao thế? Thôi đừng lo nữa, về cái chuyện thóc gạo ấy. Mẹ mày sang vay nhà tao, xong bố mẹ tao đồng ý rồi. Thế á? Ừ. Nhưng mà nhà mày cũng đâu khá giả hơn nhà tao gì đâu. Mà có là nhà tao vay á? Ê, mày đừng có khinh thường nhà tao nhá. Nhà tao ấy là hơi bị giàu đấy. Nhà giàu á? Thì giàu nhất trong những nhà nghèo. Còn bà dạo này, đứng lại. Nhớ nhà à? Sao đứng đây thẫn thờ thế? Không phải. Mà sao biết tao ở đây? Thì tao chơi với mày từ nhỏ. Mày ăn gì, mặc gì, thích gì, tao đều biết. Việc mày ở đây ấy, có gì là lạ đối với tao đâu. Mày làm gì đấy? À, tự nhiên gió to quá, tao mặc vào cho đỡ lạnh mà. Nói tao chém gió đấy ạ? À? Tao đâu có nói gì đâu. Tự mày nói đấy chứ. Gì đấy? Cho mày đấy. Này, Trombo ấy, có trả tiền quảng cáo cho mày không đấy? Không, sao mày lại hỏi thế? Sao tự nhiên mày lại mua nó? Mày biết là từ trước đến nay tao có bao giờ uống Trombo đâu. Tao đi vào siêu thị đấy, có những loại bia khác, thì tao mua cái này có làm sao đâu. Mày không biết. ngu đâu mà không uống. Ê, đồ miễn phí ấy, kể cả không thích tao vẫn uống. Ok. Cái con ba xạo kia, sao mày bảo là siêu thị chỉ có Trombo thôi, sao mày lại có Thanh không? Thì tao bảo là siêu thị đấy hết các loại bia khác, chứ tao có bảo là tao không đi siêu thị khác để mua những loại bia khác đâu. Còn dần lẹo. Uống đi. Mệt. Tao thấy mệt chứ. Sống không được là chính mình ý, không mệt làm sao được. Chắc là mày oán trách tao lắm nhỉ? Mày nghĩ như thế à? Tao đã từng nói với mày rồi, cho dù ấy mày có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, tao vẫn luôn bên cạnh mày, bảo vệ và ủng hộ mày, cho nên mày yên tâm. À, mày bao lâu rồi mày không về nhà à? Chắc là mẹ mày nhớ mày lắm đấy. Hay là nhân cái dịp từ thiện này ý, về thăm bác luôn đi, chắc là bác vui lắm. Tao không muốn về. Mày nói cái gì cơ? Tao bảo là tao không muốn về quê. Sao mày lại không muốn về quê? Mày không quan tâm ở quê mẹ mày sống chết như thế nào hả Hương? Tháng nào tao cũng gửi rất nhiều tiền về cho bà, đến mức á, làm được 10 đồng ấy, tao cũng gửi 9 đồng về rồi. Có khi mẹ tao ở dưới quê ấy, sống còn thoải mái hơn tao nhiều. À, mày nói như thế mà nghe được à? Mày gửi nhiều tiền về thì có ích gì? Mày không biết là hạnh phúc không thể mua được bằng tiền à Hương? Nhưng mà tao hỏi mày, không có tiền thì mới lưu ra hạnh phúc. Những thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền hơn nữa. Mày tỉnh táo của tao đi Hương. À, mày lúc nào tiền. Mày thèm tiền đấy như thế à? Đây, tiền đây, tao cho mày hết. Đây nữa. Đây, trong này là tiền tiết kiệm của tao. Tao cho mày luôn. Mày về mày thăm mẹ mày đi. Mày bị thần kinh à? Mày làm sao đấy? Tao cần tiền của mày làm gì? Mà mày ấy, tao bắt tao phải thăm nhà ấy à? Mẹ tao phải mẹ mày, mày lo nhiều đấy. Vậy tại sao mày không về? Hả? Mẹ mày mà mày không lo, không quan tâm à? Cô chắc chưa tuổi lòng? Dạ vâng, tôi chắc ạ. Tôi thấy cô đang làm rất tốt rồi. Vị trí của giám đốc media đang rất gần tầm tay của cô. Cô không định bỏ lỡ cơ hội này chứ? Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là tôi không muốn bỏ lỡ rồi. Nhưng mà tôi có lý do riêng để không tham gia chuyến từ thiện lần này. Mong sẽ thông cảm ạ. Nếu như đây là ý nguyện của cô thì tôi cũng tôn trọng thôi. Nhưng sao ạ? Sao không đi thay đổi quyết định đấy chứ? Cô có thể không đi, nhưng Thu chắc chắn phải đi. Tại sao ạ? Vấn đề này cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ, sao lại hỏi lại tôi? Mục đích của chuyến từ thiện lần này là để dắt mũi dư luận và để PR người mẫu mới. Nếu Thu không đi thì chúng ta lấy gì để PR đây? Nhưng mà không có tôi, liệu Thu... Vấn đề này cô không cần phải lo. Chả phải cô còn có một người bạn rất là thân hay sao? Ý sếp là Minh Minh ấy ạ? Minh Minh nó... Tôi tự cân nhắc được. Cô về đi, thế nhá. Dạ... Vâng ạ. Thú vị đây. Được. Mày muốn biết chưa thế? Để tao nói cho mày biết nhá. Để có được cái vị trí ngày hôm nay ấy, tao phải đánh đổi rất nhiều thứ. Trứng rồi không phải trứng đâu. Đi ra đấy anh ơi. Đi ra đây đá nó dám cho phát thì được toi. Các em cẩn thận cho anh nhé. Về Hà Nội ăn cơm ngon không em? Thắc là tớ thịt đây. Đôi bạn cùng tiến cũng đi này. Săn đón lắm. Có tiến bộ. Tốt. Mà em lên xì em ạ. Em đứng ra đấy về sáng.